Giáo sư Trần Văn Thọ, hiện sống và làm việc ở Nhật Bản, khẳng định với VOA ngày 31 tháng 3 rằng một số cơ quan báo chí Việt Nam tường thuật không chính xác về đề án mà trong đó ông cùng với giám đốc công ty Metran giúp Việt Nam sản xuất máy thở. Đài truyền hình Việt Nam ngày 30 tháng 3 loan tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong cuộc họp của chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 rằng hai giáo sư người Việt ở Nhật Trần Văn Thọ và Trần Ngọc Phúc đã xin trách nguyên văn, tuyên bố sẽ tặng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 2.000 chiếc máy trợ thở. Trao đổi qua email với VOA hôm 31 tháng 3, giáo sư Thọ khẳng định, ông cùng với giáo sư Phúc muốn giúp chuyển giao công nghệ máy trợ thở cho Việt Nam để chống dịch COVID-19. Còn tin tức nói là hai giáo sư tặng 2.000 chiếc máy là không chính xác. Giáo sư Thọ, chuyên ngành kinh tế tại Đại học Waseda, Tokyo, cũng là thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Việt Nam. Giáo sư Phúc, cựu du học sinh tại Nhật, là người sáng lập công ty Metran chuyên sản xuất máy trợ thở. Công ty này vừa phát minh một loại máy trợ thở nhỏ, dễ thao tác, giá thành thấp, và giáo sư Phúc đồng ý chuyển giao công nghệ này về Việt Nam, giáo sư Thọ cho biết. Quan chức y tế Việt Nam được báo chí trong nước dẫn lời cho hay, cả nước có tổng cộng khoảng 4.000 máy thở, riêng Hà Nội có 260 máy.